Ủa, chẳng phải ra ngoài rồi sao? Không, làm xong việc nên về sớm. Sao cô không nghỉ ngơi trong phòng? Không, hôm nay thấy thời tiết mát mẻ nên ra ngoài tản bộ thôi. Đi một mình à? Ừ. Hình như tôi thấy cô đi chung với một người mà. Không lý nào, một mình tôi thôi mà, có phải nhìn nhầm không? Hình như sáng nay cô không có đeo chiếc lắc đó. Tôi mới mua thôi, có đẹp không? À, tôi nhớ ra toilet trong phòng tôi đã bị hư giò nướng rồi. Anh có thể coi giùm tôi không? Cũng được. Ừ, cảm ơn. Alo, con trai. Phải, má biết là con vui lắm. Ở Thái Lan bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có thể về gặp ba. Cũng được, hẹn sau đi. Dù sao ký túc xá thanh niên cũng gần khu này. Má biết rồi, con vừa mới mừng sinh nhật lần thứ 17 chứ gì. Má sẽ bù lại cho con. Tới lúc đó hẹn với ba con cùng ăn một bữa ngon, chịu không? Con trai 17 tuổi. Không lẽ buổi tối của 18 năm trước mình và chú Phong 1001 cái khó trúng hơn số độc đắc tôi cũng trúng được. Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết nên bây giờ tôi rối lắm. Anh Thành à, thật ra em đã làm suốt 18 tiếng rồi. Em thật sự rất là mệt, bây giờ nghe đến trối lắm. Hay là sếp lại gọn gàng mới nói đi được không? Bấy lâu Du Phong đã lừa tôi, thì ra chúng tôi có một đứa con rồi. Không phải chứ, anh nghe được ở đâu vậy? Tôi nghe được cậu nói chuyện điện thoại với đứa con. Cậu tự xưng mình là má, còn nói sinh nhật 17 tuổi, phải ở Thái Lan qua đây tìm ba nữa. Khoan đã, anh đừng có con thì tự nhận là ba mới được chứ. Cho dù Du Phong có con thật cũng không nhất thiết liên quan tới anh đâu, đúng không? Cũng như anh và Flora bao năm qua cũng không. Không phải là em nói anh bất lực, nhưng em nghĩ vậy cũng là nghi vấn hợp lý mà, đúng không? Bác sĩ nói tinh trùng ít thôi, không có nghĩa chắc chắn không có khả năng. Sự thật là 18 năm trước tôi và Du Phong thật sự có ăn nằm rồi. Cậu tính lại con số sẽ vừa đúng lúc. Anh Thành à, hay là anh hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ lại cho thật kỹ, thật ra có đúng là như anh đã nghĩ hay không hả? Cậu kêu tôi làm sao bình tĩnh chứ? Khó khăn lắm tôi mới có đứa con. Bao năm qua tôi không làm gì hết, tôi nhất định phải bù đắp. Tôi muốn thành lập một quỹ. Cậu lập tức thảo một hồ sơ cho tôi, ngày mai gửi cho tôi. Anh Thành à, anh kêu em làm bao nhiêu chuyện cũng được hết, hay là chúng ta làm một chuyện còn quan trọng hơn? Đó là xét nghiệm ADN trước đi, có được không? Ok. Để anh làm ơn đi, che đậy một chút đi. Nhìn người ta trân trân như vậy, bị phát hiện thì mệt lắm. Cậu thấy không, lúc ăn nuôi xào trứng cũng giống như tôi rắc thêm tiêu. Lúc nãy em cũng thêm tiêu như vậy, không để em cũng mang họ anh Sơn. Cậu coi nó tập trung không, lúc đang ăn thì không uống nước, lúc uống nước thì không ăn rồi. Anh làm ơn tập trung một chút đi, hôm nay anh tới lấy ADN chứ không phải là ngắm trai. Đã nói là Ronaldo đã giỏi rồi mà. Đương nhiên Ronaldo đã giỏi rồi. Chưa cũng thích ảnh hả? Dạ, trận đấu tối qua đặc sắc vô cùng. Thì đó, xém chút bị người ta gỡ lại rồi. Cũng phải nhờ anh ta có thực lực. Chà, hai người mê banh như vậy, đang coi Ronaldo hay sao? Tôi cũng mê nấy lắm. Ờ, phải rồi, tôi tên là Men. Tôi tên Otis. Con tên là Thần. Hai chú cô ở đây sao? Ờ, không phải, tôi làm ở nông trại gần đây. Mỗi lần tôi ra ngoài giao hàng đều tới đây ăn sáng. Món bánh mì ở đây ngon lắm đó. Có muốn ăn thử một cái không? Thôi đi, con không ăn đồ ngọt đâu. Cậu ở đây một mình không phải là người bản xứ hay sao? Con sinh ra ở Thái Lan, lần này con cất công tới đây tìm ba con. Còn má cậu đâu? Họ đã không gặp nhau nhiều năm rồi. Cậu tới Hồng Kông bao lâu, có tiếp tục ở lại nữa không? Chưa biết nữa, kỳ khác mới tính. Cậu ở đây có quen không? Tôi có người bạn mở khách sạn 5 sao, có thể giảm 20% cho cậu ở thoải mái hơn. Có hứng thú không? Con thấy chỗ này cũng tốt, lượt đánh giá cũng cao lắm. Nè, cậu thích coi đá banh như vậy, có coi đội Mỹ không? Không có. Cậu làm việc trước đi. Chào. Ủa, chú Men, sao tình cờ vậy? Màu này hợp với cậu lắm. Vậy sao? Phải. Thật sự hợp với tôi sao? Hợp, chọn áo luôn đi. Nè, nếu tôi có con, có lẽ cũng trạc tuổi cậu. Để tôi thử dài cái đã. Ủa, má?
Thật ra tôi biết cậu Thần là con cô. Lần trước tôi nghe được hai người nói chuyện điện thoại. Hả? Thật ra ba cậu Thần là ai vậy? Thật ra... Có phải Cao Thu Thành không? Cô yên tâm đi, chuyện riêng của cô tôi không nói ra đâu. Anh đừng bao giờ nói cho ai biết hết. Nhưng tôi cảm thấy cậu Thần và Cao Thu Thành đều có quyền biết sự tồn tại của đối phương. Vào đi. Ba. Tìm ba có chuyện hả? Chuyện là gì? Ngồi xuống mới nói đi. Có phải con muốn nói chuyện công ty đuổi việc nhân viên phòng IT hay không? Thì ra ba đã biết rồi sao? Ba đã mở đầu rồi, con cứ tiếp tục nói đi. Thật ra ban đầu khi con nhận vụ này, con không để ý sẽ kiện Lạc Lý Thịnh. Con chỉ có lòng muốn giúp người bạn luật sư, bởi vì cô phải nhập viện làm phẫu thuật. Hơn nữa con cảm thấy bên Nguyên có đầy đủ chứng cứ, cho nên con mới... Xin lỗi ba, có phải con nói sai chuyện gì không? Con nghĩ ba giận sao? Con có biết tại sao ba chỉ cắt mấy cành này hay không? Bởi vì đâm ra ngoài nhìn không đẹp. Bonsai có phân biệt trường phái: phái dương, hoàn chỉnh, hoành tráng; phái tô, thanh tú, nho nhã. Nhưng mà phái nào cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là biết rõ suy nghĩ trong lòng của mình, từ bỏ những nhánh dư thừa. Ý của ba là thật ra con hoàn toàn không cần lo lắng vụ án sẽ làm cho cha con chúng ta có khoảng cách. Con cần phải tập trung giành lấy quyền lợi đang có cho khách hàng của con. Ba tin tưởng luật pháp công bằng, thị phi đúng sai có căn cứ phán quyết. Công ty có lỗi với một người thì phải bồi thường đủ, không quan trọng. Trái lại là con coi ba là ai? Chuyện nhỏ như vậy cũng giận sao? Con xin lỗi ba, con nghĩ nhiều quá. Đại diện cho Lạc Ý Thịnh đứng đầu với Flora sao? Con chỉ cần nói cho chú biết, có niềm tin không? Cam Gia Linh có thể thua nhưng Lạc Ý Thịnh thì không được. Hả? Con biết chú muốn có kết quả gì. Chú không muốn Flora thua một cách xấu hổ, cũng không muốn còn khó xử. Hiểu. Chú không muốn 5-0, chú muốn có kết quả 9-10.